Hello, xin chào mừng anh chị đến với Melan TV. Hôm nay Melan TV sẽ làm một clip hướng dẫn các anh chị cách trồng những chậu lan hồ điệp. Tại vì có một số anh chị đã mua lan hồ điệp về chơi, chơi hoa xong thì mình phải trồng lại. Tại vì ở vườn thì người ta trồng bằng giớn chi lê nên là cái tính giữ nước của nó rất là cao. Thì nó có thể dễ gây thối rễ và thối lá. Thì Melan TV sẽ làm một clip hướng dẫn các anh chị cách trồng lại hồ điệp với chất trồng là than củi, hoặc là mình vẫn có thể trồng bằng xơ dừa được, nhưng mà mình phải điều tiết lại cái vấn đề cái lượng nước tưới. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Thì trước tiên mình sẽ lấy cái cây hồ điệp ra khỏi cái chậu này. Lấy cây hồ điệp ra khỏi chậu. Đây, rồi xong mình sẽ tách bỏ cái phần giớn chi lê này đi. Tại vì mình sẽ trồng với than nên là mình tách bỏ cái phần giớn chi lê này đi. Mọi người lấy cẩn thận, đừng, nói chung là đừng cho nó hạn chế gãy các rễ cũ, các rễ hiện có. Từ lúc mình mua về tới giờ mình chưa tưới nước lần nào luôn, nhưng mà cây rất là khỏe, để trong nhà cây rất khỏe. Nếu mà người tưới nước nhiều á thì rất là dễ bị thối rễ và nó thối lên lá luôn, và nó rất nhanh là tàn hoa luôn. Này mình chưa tưới lần nào luôn mà hoa nó vẫn như thế này. Thật ra thì hồi bữa ship về thì những cái hoa kia đã héo rồi, chỉ là những cái hoa nở sau này là nó còn nguyên vẹn luôn, chắc cũng tầm 1 tháng rồi. Thật ra thì cái độ ẩm nó vẫn còn ẩm sơ sơ nè mọi người, 1 tháng rồi để không tưới gì hết luôn nhưng nó vẫn còn ẩm nè. Cái giớn chi lê này giữ ẩm rất là cao nên nếu mà mọi người cứ trồng cái này và tưới theo công thức sáng tưới chiều tưới là cây hồ điệp mọi người ra đi rất là thanh thản luôn. Đó, mọi người xem cái hồ điệp này thấy không, nó đi rễ ra ngoài bìa thôi, nghĩa là phần bên trong này là phần rất là ẩm nước, thì cái rễ nó không bao giờ nó thích cái sự sũng nước đó, nên là nó đi ra ngoài bìa và nó bám vào trong thành chậu này, nó đi tất cả rễ nó đều đi ra ngoài, không có rễ nào mà đi đi ở giữa, người thấy không? Nên là rễ cây bản thân nó chỗ nào thoáng nó cũng sẽ đi, nó lựa chọn chỗ thoáng mà nó đi. Thì cái bộ rễ này còn khá là tốt nên là mình cũng không cần phải cắt, tại vì mình mua về mình không có tưới nước nhiều nên là cái bộ rễ rất là xanh đẹp luôn, không cần phải cắt. Còn nếu mà một cái rễ hồ điệp của mọi người mà nó bị nâu chứ bị đen á, thì mấy cái phần đó mọi người cắt bỏ đi ha. Khi mà trồng lại thì những cái vòi hoa như này mọi người cũng cắt đi nè, để cắt cái vòi hoa này đi ha, tiếc nhưng mà cắt đi thôi, cắt chừa cho nó khoảng, ví dụ mình cắt chừa cho nó khoảng 1 khúc như này, để lỡ nó có bị dập bị thối gì xuống dưới thì mình không sao ha. Còn cái lá này mà nó bị bệnh nè, nhưng mà mình có bôi toxin này nó hết nè. Nhưng mà không sao hết, cái lá này nó lành rồi thì cứ để đó thôi. Rồi bây giờ cái bộ rễ này, cái rễ này nó có cái rễ này bị đen đầu, mình cắt cái phần đen đầu đi thôi. Rồi sau khi mọi người lấy cây ra khỏi chậu và tách bỏ cái giá thể cũ là giớn chi lê này, cái này nó bám nó giữ ẩm khá là mạnh luôn á, thì mọi người xịt nó bằng thuốc sát trùng ha. Tại vì cái cây này mê lan là không có cắt rễ hư, tại nó không có rễ hư nhưng mà nó cũng bị gãy một số điểm nè, thì mọi người xịt nó với thuốc sát khuẩn, giống như có ai có gì dùng nấy ha. Ví dụ như là toxin đây, mê lan có toxin thì mê lan sẽ sử dụng toxin ha, toxin cái lò này nó cũng là cái là thuốc trừ bệnh nấm bệnh, hoặc là có phi san thì mình sử dụng phi san hoặc là tan đo, hoặc là bencona, hoặc là nếu mình có nước vôi thì mình sử dụng nước vôi cũng được, mình ngâm vô 15 phút 30 phút rồi mình vớt lên, sau đó mọi người sẽ treo cho nó khô ha, mọi người sẽ treo cho nó khô ráo hết. Tốt nhất là treo treo như thế này nè, treo cho tới ngày hôm sau rồi mình ghép. Rồi bây giờ Melan TV sẽ đi xịt thuốc nó và đợi cho nó khô rồi sẽ ghép cho mọi người xem nha. Rồi như vậy là Melan TV đã xịt sát khuẩn và để cho nó ráo rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành trồng. Thì mình sẽ trồng cây hồ điệp này bằng chất trồng là than than hoa ha, than hoa đã đập nhỏ rồi và đã ngâm cho nó ngậm no nước rồi. Mọi người than mọi người đập xong mọi người ngâm cho nó khoảng 1 ngày 2 ngày cho nước nó ngậm no với cục than luôn,
để cho nó không bị gọi là bị háo nước, là nó sẽ hút ngược nước trong cây ra, hoặc là mình tưới nước vô thì rất là nhanh khô. Mình tưới vô mà nó làm sao nó giữ được cái độ ẩm khoảng nửa tiếng một tiếng, nghĩa là cái độ ẩm nó duy trì cái độ ướt khoảng nửa tiếng, và sau đó nó vẫn duy trì cái độ ẩm, chứ không phải mình tưới vô nó háo nước thì sẽ hút vô cái xong cái bề mặt nó khô rang liền, thì giờ cây lan nó sẽ không phát triển tốt hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt mình sẽ sử dụng cái chậu này, mình có chậu gì thì mình dùng chậu đó thôi ha. Thấy nhiều người, nói chung là trên lý thuyết là mọi người sẽ sử dụng cái chậu mà nó thoáng như thế này nè, để cho nó thoát nước tốt và không khí nó vào, nó lưu thông tốt thì bộ rễ nó phát triển tốt. Nhưng mà có nhiều người trồng chậu cảnh thì nó vẫn phát triển, vẫn có hoa. Lý thuyết chỉ là lý thuyết thôi, tùy vào cái việc mọi người duy trì cái độ ẩm nó sao cho nó hợp lý thôi. Thì mình đã đặt cái chậu vô như thế này, mình đặt cho cái phần gốc nó cao hơn cái miệng chậu một xíu, rồi mình sẽ tiến hành bỏ than vào thôi. Đây rất là dễ, bỏ than vào. Vương vãi. Thôi xong. Sai rồi. Cái than phía dưới lớn quá. Này phải chỉnh lại. Cho mấy cục than lớn xuống dưới nha mọi người. Mấy cục than to xuống dưới. Rồi, cho mấy cục than to dưới xong mình đặt vào. Đặt vào sao cho cái cây hồ điệp nó ở giữa cái chậu là được. Tại cái hồ điệp nó sẽ phát triển lên, phát triển ngọn lên thôi, nếu không phát triển đi hướng nên là mình cứ đặt nó giữa chậu. Còn những cây mà nó phát triển đi hướng thì mình sẽ có cách đặt khác ha. Rồi như thế là mình đổ than vào thôi. Lại có một anh bự. Để dưới bàn thì làm nhanh hơn, nhưng mà nó không bị rơi vãi, nhưng mà mọi người không thấy nên là phải đưa lên. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục bỏ than vào cho nó chặt cái phần rễ thôi. Rồi như vậy là chúng ta đã trồng xong cái chậu hồ điệp, rất là đơn giản thôi. Mình trồng bằng than ha. Đó, cái gốc nó cũng rất là cao, mọi người thấy không? Cái gốc nó rất là cao, thì cái phần đó thì nó sẽ thoáng để cho mà nó khó thối gốc, và nó cũng rễ nó phát triển xuống, nó mới ra nó sẽ bị thoáng hơn và nó sẽ phát triển tốt hơn. Mà khi mà cái rễ nó có độ tuổi rồi thì nó sẽ mạnh hơn, thì nó sẽ bám xuống chất trồng. Khi mình trồng xong thì mình cũng phun sát khuẩn lại cho nó một lần nữa, chẳng hạn như mọi người có gì mọi người phun cái đó nha, phun sát khuẩn xong mọi người để qua một ngày, để cho các vết thương mà lúc mình đổ giá thể vào á, mình đổ giá thể vào hoặc là mình ghép vào, mình đặt vào nó bị gập rễ gãy rễ hoặc nó bị trầy xước, thì các vết thương nó khô đi, rồi mọi người bắt đầu tưới nước bình thường ha. Thì sau khi mình ghép xong thì nếu mà cây mình có rễ thì mình cũng phải kích rễ một lần, mình kích rễ cho nó ra rễ mới. Cây của mình mà nó bị cắt phần lớn rễ nó bị úng á, thì mình cắt hết rồi đó, thì mình kích rễ nhiều lần làm sao cho nó ra rễ được tốt hơn. Thì công thức kích rễ mọi người có thể sử dụng là Super Thai B1, Super Thai cộng Terasort, hoặc là nói chung là các loại phân thuốc kích rễ mọi người có thể sử dụng để mọi người kích cho nó ra rễ. Và sau đó mọi người khi mà cây nó ra rễ rồi, rễ nó ổn định rồi, thì mọi người bắt đầu cho ăn phân ha. Thì trong cái giai đoạn này là giai đoạn mà nó cần phát triển thân lá, thì mọi người sử dụng cho nó ăn phân 30-10-10 kết hợp với các loại chất kích thích tăng trưởng, giống như là B1 hoặc là humic hoặc là atonic, nghĩa là những cái chất mà nó kích thích tăng trưởng, cộng thêm có NPK 30-10-10 nữa thì nó sẽ phát triển rất là tốt. Và sau đó mình sẽ chăm theo những cái cách, tới giai đoạn mình muốn nó ra hoa thì mình chăm theo kiểu ra hoa, còn tới giai đoạn mà mình dưỡng thì mình sẽ chăm theo kiểu dưỡng. Thì sắp tới thì Melan TV sẽ làm rất là nhiều cái clip để mà hướng dẫn anh chị cách mà chăm một cái chậu lan nói chung cũng như là hồ điệp nói riêng. Thì anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo kế bên để ủng hộ Melan TV, cũng như là không bỏ lỡ bất kỳ một clip nào của Melan TV. Clip ngắm hoa cũng có, mà clip chăm sóc cây lan cũng có. Rồi, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau ạ. Rất mong mọi người nhấn đăng ký kênh nha. Bye bye.